Em xin chào các chú anh chị và các bạn. Hôm nay em lắp bộ nồi của quay S110 nắp chao lên cái bảng quay alpha. Thì cô chú anh chị thấy nè, đây là cái hình cái chuông mà cái bộ này là cái đồ lô hết rồi. Nhưng cô chú anh chị, mình khuyên đừng có xài đồ lô và dán bố nồi là như thế này. Đồ lô mà cái phôi kèn lô là cam to, nhưng cô chú anh chị đây nè, là cam mảnh. Đây là cái phôi kèn mà dán nè. Rồi đây là cái chuông lô mà đã đóng rồi nè, cô chú anh chị nhìn thấy đinh tán là thấy thua đó. Rồi đây là cái chuồng heo lô luôn, thì nó cũng không hú cô chứ gì, bởi vậy nhiều khi cô chứ anh chị đội đây là KFL nè, KFL FCCV rồi KFLF gì đó, nhưng mà đồ lô là cô chứ anh chị nhìn đây nè, cái lỗ này nè không có số, và đồ chính hãng là mỗi cái lỗ đều có số hết nè, cái lỗ trong đây đều có số hết. Thì đây là cái bộ nồi của quay S110 nắp chao, nhưng mà đối với quay S110 nắp chao thì cái Renier này nó là Renier Nhật, thì mình phải lấy cái ruột nồi của quay Alpha mình bỏ vô, của quay rim Việt Nam mình bỏ vô, thì cô chú chị đi nguyên cụm, ví dụ như cái này nè, cái chuông và cái cụm bố là như thế này nè, chuông và cụm bố như thế này đó, thì cô chú anh chị đi nguyên cụm. Còn quay S110 thì cái rọ bi nó gì thì nó phải đi theo cái hình như thế này. Và cái chuông hôm nay mình tán cái chuông FCC vô nè, rất là đẹp. Anh em nào nói tán nó lệch thì hôm nay mình quay trực tiếp cho cô chú anh chị xem coi nó có lệch hay không. Đồ chính hãng là nó chuẩn nha cô chú anh chị. Thì nên an tâm đi, tại nhà máy nó tán bằng cái thì giống như máy nén thủy lực hay là cái gì đó thì nó sẽ có tính nó lẹ hơn. Mình làm tay chân thì anh em thợ tiện cũng tán bằng kiểu đó thôi. Nè, mình để cái này vô rồi mình quay để cho cô chú anh chị xem cái đoạn này, cô chú anh chị thấy rất là tròn đó. Mình quay nè, rất là tròn nha. Đây là cái mình tán á, nhưng cô chú anh chị đồ cũ tán, thì mình sẽ chứng minh cho cô chú anh chị xem bên trong á, là cái cuốn chuông là cũ nha. Đây là cái dấu tán mình còn, cái dấu tán thê thô mình còn nè, mà cái cuốn chuông bên trong là cái cuốn chuông cũ nha. Đây đó, cuốn chuông cũ. Thì đây là mình đang gáp bộ nồi quay S110 nắp chao. Thì gáp á, cô chú chị phải biết canh là cái lồng đền, một cái lồng đền phía trong cái cho nó sẽ khác cái cụm bố của quay rim của mình là ở cái chỗ này nữa nè, ở cái lỗ ác này nè, to nhỏ nữa. Thì á, gáp đối với quay S thì mình phải mua luôn cái ác của quay S cho 10 nắp chao mình vô, và mình lụm cái lồng đền mà ở trong đây nè, mình chim sau lưng cái này ra để cho nó phù hợp nha cô chị. Nói chung là như zin. Và ngay đây nè cô chú anh chị, nhiều khi nó hơi sắc sát, mình ấn á, mình bẫy nó ra cái muỗng một tí. Đây. Rồi, cô chú anh chị gáp cụm bố vô là ok. Quá tuyệt nha cô chú anh chị. Cụm bố nè. Quay hết. Rồi chạy bình thường nha cô chú anh chị, không có gì á. Đây mình gắn cái này vô lại nè. Nhớ cái phần mà cái này phải kỹ kỹ nha cô chị, nó lọt nhớt ra nó chết kia dơ đó. Chút cái đó thì mình gáp xưa xưa rồi thì mình cho cô chị xem. Nhớ tán bình chuông này cô chị, tán nè, cô chị thấy mọi nhung hú nè. Đây tán bình chuông đây đó, tán sơ bộ nó chuẩn. Rồi cô chú chị, rồi mình siết cái này vô là buộc cái dịch gà, cái chuông á, gà vô phải có cái độ gơ tự do nữa nha. Độ gơ này nè, cái độ gơ tự do nè, cô chú chị nè, cái độ gơ tự do là cô chú chị nghe nè đó. Và cuối cùng là quay được một chiều nha cô chị đó. Rồi ngay đây mình gáp cái bạc đạn 6 còn xài được với cái 62 200 lên đây, mình vô mình trải nghiệm rồi mình báo kết quả cho cô chú anh chị nha. Ngon á.